Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc. Dự báo ngày 16 tháng 11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến 5, giật cấp 6 đến 7. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến từ 11 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Về tình hình mưa lũ, ngày 16 tháng 11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Trong ngày và đêm ngày 16 tháng 11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Quảng Trị và khu vực từ Phú Yên đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 250 mm. Từ ngày 17 tháng 11, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 đến 6 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 3 đến 6 mét. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng biển cao 3 đến 5 mét.